sâu hơn về chúng nhé. Chúng ta bắt đầu đi vào phần một lớn lý thuyết. Với phần một nhỏ, thầy cùng các em sẽ đi vào một khái niệm thế năng, khái niệm thế năng. Ở đây, thầy cho các em một ví dụ về thí nghiệm 1. Thầy có một máy quả tạ đóng cọc, cọc này là cọc bê tông giả sử đóng lên nhà khi mà nhà chúng ta xây nhà hoặc đóng một cái gì đó, đúng nhỉ? Bắt đầu, thầy đưa quả tạ này lên cao. Lên cao thầy thả tự do rơi xuống lúc này làm cho diện cái cọc này thụt xuống tiếp tục thầy cho cái quả tạ này trở lại vị trí đó trở lại vị trí đó tiếp tục thả tự do cái cọc và tiếp tục lại rơi xuống đó như vậy thì cái cọc này cái cọc này dưới tác dụng của trọng lực cái quả tạ này quả tạ này từ độ cao từ độ cao này xuống tới vị trí cái cọc làm cho cọc di chuyển đó tức là cái quả tạ này đã cung cấp cho cho cái cầu này một cái năng lượng được chưa đó chúng ta tiếp tục nhá tiếp tục sang một cái ví dụ thứ hai đó là một người bắn cung tên người này bắt đầu nắp cung tên vào và kéo căng dây cung khi kéo căng dây cung thì lập tức cái dây cung này đã bị biến dạng đúng không ạ và khi dây cung biến dạng thì bỏ tay ra làm cho cung tên bay đi cung tên bay đi vậy thì cái năng lượng có được có được ở hai cái thí nghiệm này là gì người ta gọi là gì thì chúng ta đi qua phần kết luận nhé nhớ thầy dạng năng lượng có trong hai ví dụ trên ở đây người ta gọi là thế năng thế năng này phụ thuộc vào cái gì ta thấy là vị trí tương đối của vật này so với vật kia hay so với mặt đất rõ ràng khi ở ví dụ số 1 thì đưa quả tạ lên tới độ cao sau đó độ cao này so với mặt đất nhé thầy thả quả tạ ra thì lập tức quả tạ lại chuyển động đi xuống trọng lực mà đúng nhỉ đi xuống và đóng cái cọc này rơi xuống đúng nhỉ như vậy cái dạng năng lượng thế năng này thì phụ thuộc vào vị trí tương đối của vật đó so với mặt đất. Thứ hai, phụ thuộc vào độ biến dạng của vật so với trạng thái chưa biến dạng. Kéo dây cung ra, dây cung khi chưa biến dạng đúng không ạ thì cái cung tên không bay đi. Nhưng khi kéo dây cung ra, dây cung biến dạng thì lập tức làm cho cung tên bay đi, cung cấp là một năng lượng rồi đúng không ạ? Như vậy ở đây cái thế năng này phụ thuộc vào vị trí tương đối hoặc độ biến dạng của của vật được chưa các em nhớ nhé, thì đã in màu khác rồi nhớ này thế năng thì phụ thuộc vào vị trí tương đối của vật so với mặt đất hoặc là phụ thuộc vào độ biến dạng của vật so với trạng thái chưa biến dạng được chưa rồi chúng ta sang mục hay nhỏ công của trọng lực vậy thì một câu hỏi đặt ra thầy giả sử một vật chuyển động chuyển động từ độ cao B xuống tới độ cao C độ cao B so với mặt đất đấy ạ mặt đất này góc ô này ở vị trí b thì độ cao là zb ở vị trí c độ cao là zc